Đây chúng ta sẽ tô bức tranh này nhá. Mình sẽ tô cánh của Tinkerbell màu xanh. Sau đó mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Sau đó là chọn màu xanh. Sau đó sẽ tô cây của trận này, mình sẽ tô màu xanh này. Cái này sẽ tô màu xanh lá. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.